Ơi, ra ngoài sân lấy cái ba lô của em thì phơi 3 ngày rồi. Ok. Cái ba lô hiệu Coach này con bé rất là thích. Nó hay mang đi học mà, nhưng mà nó chủ yếu là nó bỏ đồ ăn với lại đồ chơi trong đó thôi. Cái ba lô này giá khoảng chừng 4-5 triệu. Mình phơi cái vỏ của con bé ngoài sân mà mấy ngày rồi quên không lấy không. Mình thấy mấy quán cà phê, cái quán nhậu người ta quăng điện thoại lung tung, có ai thèm lấy đâu. Đây còn nguyên. Ok rồi, nhưng tại mình qua mình dắt mọi người xem cái hồ bơi kế bên nhà mình. Cái hồ bơi này thì tiêu chuẩn 5 sao, cực đẹp ha. Nhân viên thì họ xuống được kiểm tra định kỳ tuần 2-3 lần gì đó, và mọi người dùng chung với nhau,